Chương 304, Bại lộ Trong căn phòng được trang trí xa hoa. Hàng niệm ba bất giác mở to hai mắt, kiếm nang bên hông lão đột nhiên lóe lên một tia huyết quang đỏ thẩm nhu hòa, không gian ngăn cách trong kiếm nang cũng không thể che lấp được. Trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, hàng niệm ba lật tay một cái, một khối ngọc tủy lớn cỡ lòng bàn tay xuất hiện trong tay lão. Bên trong ngọc tủy phong ấn một tia máu nhỏ li ti dài nửa tất giống như sợi tóc. Lúc này, chính tia máu đã phóng xuất ra tầng sương mù huyết quang kia không những không tỏa ra bất kỳ cảm giác huyết tinh lạnh lẽo nào mà ngược lại người ta còn có thể cảm nhận được một cổ tình cảm nhu hòa ấm áp hàng niệm ba giật mình đứng dậy trên mặt lão đầy vẻ hoài nghi cuối cùng lão cũng dùng linh thức phát ra một chấn động cảnh báo rất nhanh trong phòng lóe lên các ánh linh quang ba gã linh kiếm sư gần như cùng hiện ra một lúc trong gian phòng của hàng niệm ba nhị sư huynh có chuyện gì xảy ra vậy tên linh kiếm sư kiếm nguyên trung kỳ vội hỏi. Hàng niệm ba nâng ngọc tủy trong tay lên, ba gã linh kiếm sư kiếm nguyên cảnh đồng thời kinh hô. Đây, đây là tình huống gì vậy? Mấy cường giả kiếm nguyên đều có chút không tin nổi. Manh mối của kiếm đồ tứ linh phong đang ở gần đây. Hàng niệm ba hít sâu một hơi. Ánh mắt lão đột nhiên trở nên nóng bỏng. Ngọc tủy kia đúng là vật phẩm bắt buộc phải mang khi đi chấp hành nhiệm vụ này, Bên trong có phong ấn một tia máu, nghe nói đó là huyết mạch của gia tộc có kiếm đồ tứ linh phong. Chỉ cần người có huyết mạch này trong cơ thể, đến gần trong phạm vi 20 dặm, tia máu này sẽ kích phát cảm ứng. Bọn hắn cũng chính là sử dụng loại phương pháp này để phán đoán xem thật giả của việc những gia tộc kia liệu có kiếm đồ tứ linh phong hay không. Vốn lần này đến nước Triệu cũng không ôm hy vọng quá lớn, bọn hắn chỉ coi đây như một cơ hội kiếm thêm một khoản thu nhập mà thôi đâu ai ngờ còn chưa tới nước triệu, mới chỉ ở trong vô vi kiếm tông đã phát hiện ra có người kích phát máu huyết trong ngọc tủy. Tìm được hắn rồi. Đã tìm được hắn. Hiện hắn đang cách chúng ta khoảng 20 dặm. Thần sắc hàng niệm ba vô cùng phấn khởi, gần như ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là trời xanh có mắt, đã cho lão cơ hội này. Chỉ cần tìm được kiếm đồ tứ linh phong. Không. Cho dù chỉ một chút manh mối chính xác, lão cũng sẽ có được một suất tiến vào danh sách tông chủ kiếm tông ở Túc Cát. Đây chính là tông môn ngũ giai đấy. Có siêu cấp cường giả cảnh giới kiếm tâm tọa trấn. Nếu may mắn được vị cường giả để mắt đến, nhận làm đệ tử ký danh, tùy ý chỉ điểm một chút, tỷ lệ trùng kích cảnh giới kiếm thai trong tương lai sẽ càng cao hơn. Ba người khác cũng nhanh chóng phản ứng, trong mắt người nào cũng tỏa ra hào quang nóng bỏng. Bốn đạo kiếm quang đồng thời phóng lên trời, linh thức cảnh giới kiếm nguyên như thủy triều quét ngang qua những ngọn núi bên dưới. Động tĩnh lớn như vậy đã khiến toàn bộ khu vực trung tâm vô vi kiếm tông đều kinh động, một gã đệ tử vô vi kiếm tông run run dập đầu không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ba đạo kiếm quan lao về hướng khu vực cấm. Trong nháy mắt đã đến trước mặt bốn gã sứ giả phủ cắt. Bốn vị tôn sứ, đã xảy ra chuyện gì? Hà Diệt Phong hỏi. Hàng niệm ba nhìn gã một cái, lạnh lùng cười, Hà Kiếm Hữu, ngươi giỏi đấy, dám chứa chấp tội phạm quan trọng. Hàng Kiếm Hữu sao lại nói ra lời ấy? Hà Diệt Phong mờ mịt. Hàng Niệm Ba hừ lạnh một tiếng, đưa khối ngọc tủy lộ ra, kẻ mang huyết mạch của gia tộc có kiếm đồ tứ linh phong kiếm đang ở trong vô vi kiếm tông. Ngươi giải thích như thế nào? Cái gì? Hà Diệt Phong kinh hải trợn tròn mắt há hốc mồm, hai gã lão tổ kiếm nguyên sau lưng cũng kinh hải không hiểu bẩm hàng tôn sứ việc này tại hạ thực không biết chút nào hà diệt phong vội vàng giải thích hiện tại ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi lập tức phong tỏa tông môn tìm ra người này nếu không ngươi hãy tự mình lên giải thích với bề trên đi hà diệt phong rùng mình gã lấy ra một khối trận bàn không nói một lời liền kết xuất kiếm ấn tiếp đó cả bầu trời trên sơn môn vô vi kiếm tông bắt đầu gió thổi mây tụ một tầng mây trắng dày đặc bao phủ toàn bộ sơn môn đến đây đại trận hộ sơn của vô vi kiếm tông đã được phát động hoàn toàn không có gã cho phép cho dù là lão tổ kiếm nguyên của vô vi kiếm tông cũng không thể rời khỏi sơn môn thần sắc hàng niệm ba hơi dịu đi lão cũng chỉ là mượn việc người nói chuyện mình mà thôi từ phản ứng của hà diệp phong xem không giống như đang giả bộ không tốt biến mất rồi huyết quang của máu huyết bên trong ngọc tủy trên tay hàng niệm ba đột nhiên thu lại. Chết tiệt! Hắn đang ở gần đây. Hàng niệm ba chửi tục một tiếng, linh thức kiếm nguyên hậu kỳ chợt khuếch tán đến toàn bộ vô vi kiếm tông. Tất cả mọi người nghe đây, ta là sứ giả thượng tông. Hiện tại ta ra lệnh cho các ngươi, mặc kệ là đang làm gì, lập tức dừng lại tại chỗ. Bất cứ kẻ nào cũng không được đi đi lại lại. Hà Diệt Phong tâm niệm vừa động, mặc dù không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng gã cũng không ngại phối hợp khuếch tán linh thức bản thân ra ngoài bổn tọa là thái thượng đại trưởng lão hà diệt phong tất cả đệ tử vô vi kiếm tông nghe lệnh dừng ngay mọi hoạt động ở nguyên tại chỗ đợi lệnh kẻ nào kháng lệnh xử theo tội phản bội tông môn hai cổ linh thức của linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ cảnh cáo bất kỳ đệ tử nào cũng không dám trái lệnh nhao nhao ngừng mọi hoạt động đứng nguyên tại chỗ một số đệ tử chân truyền đang chuẩn bị chạy tới nơi này dò xét cũng không thể không dừng lại gần đó. Cách đó hơn 20 dặm, Mạc Vấn chợt dừng bước, ánh mắt nhìn về phía linh thức ba động truyền đến, sắc mặt trầm xuống. Hắn mới vừa tới gần linh phong nơi ở của sứ giả phủ cát, bốn cổ dao động thuộc về linh kiếm sư kiếm nguyên cảnh liền bộc phát từ bên trên linh phong, kế đó hắn không chút nghĩ ngợi lập tức lựa chọn rút đi. Nhưng Mạc Vấn vừa rút đi không lâu, hai cổ linh thức cảnh cáo kiếm nguyên hậu kỳ liền truyền tới xung quanh hắn mấy đạo kiếm quang vừa mới bay lên lại thi nhau rơi xuống cách đó không xa thấp thoáng bóng dáng hai vị trưởng lão nội môn đang đứng theo mệnh lệnh của hà diệt phong toàn bộ trên dưới vô vi kiếm tông nhất thời im lặng như tờ bảy cổ linh thức do linh kiếm sư kiếm nguyên cảnh phóng ra lập tức bao trùm toàn bộ vô vi kiếm tông bên cạnh mặt vấn lúc này cũng tồn tại một vài tia ý niệm như có như không nên hắn biết lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là dừng toàn bộ hành động của mình lại. Ba người các ngươi để ý bên đó. Nếu phát hiện thấy có người tự mình rời khỏi vị trí lập tức bắt ngay. Hàng niệm ba lập tức hạ lệnh cho ba gã thượng sứ bên cạnh, rồi tự chọn một hướng lướt tới. Cứ đi được một quảng lão lại nhìn ngọc tủy trong tay mình. Sắc mặt Hà Diệt Phong trở nên âm trầm nhìn hai gã vô vi lão tổ phía sau mình nói, các ngươi ở lại đây giúp đỡ ba vị thượng sứ giám sát toàn tông. Để ta đi hỗ trợ hàng tôn sứ. Dứt lời, gã liền ngự kiếm đuổi theo hàng niệm ba. Hàng niệm ba liếc mắt nhìn gã, sau đó toàn bộ sự chú ý lại đặt lên miếng ngọc tủy. Hai người nhanh chóng bay qua từng ngọn núi lớn nhỏ của vô vi kiếm tông, đến sát trì sơn môn nhưng ngọc tủy trên tay hàng niệm ba cũng không sáng lại thêm một lần nào nữa chứng tỏ người có huyết mạch khiến Ngọc Tủy sinh ra cảm ứng thực sự không có ở hướng này. Hàng niệm ba khẽ hừ một tiếng, bay đến một hướng khác. Toàn bộ sơn môn vô vi kiếm tông chiếm diện tích gần 200 dặm, bao gồm hơn 1.000 ngọn núi lớn nhỏ. Mà Ngọc Tủy chứa máu huyết chỉ có thể cảm ứng được trong phạm vi 20 dặm. Thành ra nếu muốn trà soát toàn bộ tông môn một lần thật sự không dễ dàng gì. Hàng niệm ba liên tiếp thay đổi phương hướng mấy lần nhưng đều không thể tìm được, trong lòng lão xuất hiện một tia nóng vội, giận dữ quát, Hà Diệt Phong, lập tức tập hợp tất cả các đệ tử trong tông lên chủ phong, bất kỳ ai cũng phải trình diện. Nhớ rõ, bổn tọa nói là bất kỳ ai. Sắc mặt Hà Diệt Phong không chút thay đổi gật đầu, gã cũng không so đo với thái độ hô quát như với hạ nhân của hàng niệm ba. Sau đó lập tức ra lệnh triệu tập toàn bộ tông môn. Nghe được mệnh lệnh này, sắc mặt mạc vấn khẽ biến vì thân phận của hắn hiện giờ thật ra là giả tạo a à. với khoảng cách gần như thế này thì hắn chắc chắn không có cơ hội thoát khỏi phạm vi linh thức cảm ứng của lão tổ vô vi kiếm tông hơn nữa khôi lỗi hình người của hắn còn đang thế chỗ thân phận văn mặt nên chỉ sợ đến lúc đó không tránh khỏi bị phát hiện ngay lúc mạc vấn đang thẩn trương suy nghĩ để tìm ra đối sách thì những cổ linh thức vẫn bao phủ ở trên trời đột nhiên rút đi nhìn thoáng qua phương hướng mà hai cổ linh áp cường đại nhất kia đang lan đến sắc mặt mạc vấn thoáng trở nên âm trầm hắn bỗng có một dự cảm giống như có một nguy cơ nào đó không nhìn thấy đang bao phủ xung quanh hắn như một cái lưới lớn lúc nào cũng có thể thắt chặt lại tại sao lại có dự cảm nguy hiểm lớn như thế chẳng lẽ là do sứ giả thượng tông đám sứ giả phủ các này cuối cùng là vì sao lại đến đây không lẽ là đến đối phó với mình sao trong lòng mạc vấn chấn động không ngừng kiếm đồ tứ linh phong không lẽ là vì cái kiếm đồ này sao thật đáng chết hắn chỉ muốn tự tay đâm chết kẻ thù của mình không để ý đến đám sứ giả tí nào có lẽ trước hết phải hỏi mục đích khi đến đây của đám sứ giả này có điều bây giờ đã muộn vì hiện giờ trước mắt hắn có rất nhiều người ngay cả một cơ hội để động thủ cũng không có hơn nữa có lẽ tình huống của chu khánh thư cũng sẽ bị phát hiện nhanh thôi các loại ý niệm lóe lên không ngừng trong đầu hắn cuối cùng mạc vấn quyết định rút lui hắn phóng nhanh về hướng ngược với ngọn chủ phong vừa hay lúc này có vô số đệ tử đang cắm đầu chạy đi mạc vấn không bay trên trời hắn đi đường núi thành ra chẳng có ai chú ý tới hắn nửa canh giờ sau mạc vấn cùng khôi lỗi hình người đã ở phía trước sơn môn của vô vi kiếm tông phất tay thu khôi lỗi vào kiếm nang hắn nhằm thẳng phía ngoài sơn môn mà lướt đi Sơn môn lúc này đã không còn người canh gác vì các đệ tử theo lệnh của hàng niệm ba đã tập trung hết ở trên ngọn chủ phong rồi. Mạc Vấn liền nhanh chóng phá giải kiếm trận hộ Sơn để thoát ra ngoài. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Hàng niệm ba lạnh lùng hỏi. Hà Diệt Phong nhìn thoáng qua quảng trường, mơ hồ nói, có lẽ đã đến đông đủ cả rồi. Hàng niệm ba hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn vì ngọc tủy trên tay lão lúc này vẫn không có phản ứng gì, nói cách khác là người lão tìm kiếm cũng không có ở đây. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hàng niệm ba, trong lòng Hà Diệp Phong thầm kêu không tốt, gã liền quay lại nói với trưởng tông vô vi kiếm tông Chu Minh Vân, lập tức điều tra xem còn những kẻ nào chưa tới đây. Mau! Trong ngoài sơn môn nơi nào cũng có quan hệ với nhau, thành ra việc điều tra cũng không khó khăn lắm nên những người phụ trách công tác thống kê đều tự mình điều tra qua một lượt đến cuối cùng tổng hợp lại cũng đã tìm ra được những người vắng mặt. Tọa trấn ở đó còn có 7 vị trưởng lão kiếm nguyên cảnh, thành ra hiệu suất thống kê được tăng lên mấy lần. Gần như chỉ sau có một phút đồng hồ liền ra được kết quả. Tất cả các đệ tử nội ngoại môn đều đã có mặt, chỉ còn thiếu đệ tử chân truyền Chu Khánh Thư cùng hai tên người hầu là chưa tới, còn có ba gã tùy tùng của trưởng lão nội môn Khâu Hải cũng chưa trình diện và hơn 10 đệ tử ký danh cùng tạp dịch hiện vẫn chưa rõ tung tích. Trưởng lão chấp sự chấp pháp điện cẩn thận nhìn sắc mặt Chu Minh Vân bẩm báo. Đúng là đồ nghiệp xúc. Chu Minh Vân giận tím mặt quát, Chu Khánh thư cùng với hai gã người hầu chưa tới đây rất dễ khiến cho những người khác nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Ngay cả người hiểu rõ tính cách của con mình như gã cũng còn có chút hoài nghi nữa là người ngoài. Chu Minh Vân chỉ hận tên nghịch tử không biết phân biệt tốt xấu đến thời khắc mấu chốt này còn khiến gã phải bẻ mặt lần này bị đem ra làm trò cười cho hơn một vạn đệ tử, mặt mũi gã coi như đã mất hết rồi. Tuy vậy Chu Minh Vân biết sứ giả Thượng Tông đang đứng ở trước mặt vẫn quan trọng hơn. Bằng không chỉ sợ giờ Chu Khánh Thư có đến cũng bị gã chém chết mất. Minh Vân! Có chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Hà Diệp Phong trầm xuống hỏi. Mấy người các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đi bắt tên nghiệp suốt đó về cho ta. Chu Minh Vân giận dữ thở hỗn hển quát. Chương 305, trốn. Mấy tên đệ tử chấp pháp điện dưới sự dẫn dắt của hai vị trưởng lão chấp pháp đã nhanh chóng đi về chỗ động phủ của Chu Khánh Thư. Tên trưởng lão nội môn khâu hải kia đã ở cùng một gã trưởng lão chấp pháp vội vàng chạy về động phủ của mình. Những người này vừa rời khỏi không lâu. Thì nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, cả ngọn chủ phong đều lắc lư rung động vài cái chỉ thấy xa xa một tòa linh phong hạch tâm đột nhiên phát ra một chùm ánh sáng mãnh liệt linh khí bị chấn động trở nên hỗn loạn khiến những người ở chủ phong cũng cảm nhận được rõ ràng chuyện gì vậy hình như chỗ đó là lưu vân phong khuôn mặt chu minh vân bỗng trở nên tái nhợt tiếng nổ mạnh truyền đến trong nháy mắt trong lòng gã đột nhiên có cảm giác đau đớn chu minh vân cố nén sự sợ hãi trong lòng lại gã lớn tiếng quát lập tức phái người đi dò xét tiếp đó có hai gã trưởng lão chấp pháp điện ngự kiếm bay lên. Lao về hướng kia. Sau một lát, kiếm quan quay trở lại, hai gã trưởng lão chấp pháp điện quay lại, sắc mặt hai người bỗng tái nhợt, trong con mắt càng lộ rõ sự sợ hãi tột độ. Dự cảm không lành trong lòng Chu Minh Vân ngày càng mãnh liệt. Trưởng Tôn, động phủ của Chu Sư Điệp bỗng nhiên phát nổ, cả tòa động phủ biến thành khu đất trống. Bọn hình trưởng lão cũng bị cuốn vào trong đó, hài cốt không còn. Ngươi nói cái gì? Chu Minh Vân cảm thấy mắt mũi tối sầm, suýt chút nữa ngất tại chỗ. Cả sửng sốt hồi lâu rồi đột nhiên gào lên thảm thiết, khánh nhi của ta. Ai? Là ai hạ độc thủ? Chu Minh Vân điên cùng bắt lấy một gã trưởng lão chấp pháp điện. Nghiêm nghị quát ầm lên, nói. Là ai hạ độc thủ? Tên trưởng lão chấp pháp điện sợ hãi, y thưa dạ nói không nên lời, Y chỉ có tu vi kiếm cương trung kỳ trên lệch so với tu vi kiếm cương viên mãn của Chu Minh Vân không phải nửa lần hay một lần. Nếu Chu Minh Vân nổi giận rất có thể sẽ giết Y ngay lập tức. Chưởng tôn nén bi thương. Điểm đáng ngờ nhất là động phủ của Chu sư điệp phát nổ. Trước tiên chúng ta vẫn nên điều tra một phen. Điện chủ chấp pháp điện ho lên một tiếng, khuyên nhủ. Điều tra cái rắm. Chu Minh Vân liền nhổ ra một miếng nước bọt. Chuyện bây giờ còn không rõ sao có người ám hại Khánh Nhi. Bất kể là ai, ta nhất định phải xé xác hắn thành ngàn vạn mảnh. Đủ rồi. Hà Diệp Phong giận dữ quát lên một tiếng, đầu vừa hấp một cái gã liền duỗi ống tay áo Chu Minh Vân ra. Đường đường là linh kiếm sư cảnh giới kiếm cương viên mãn liền chớp mắt đã hôn mê rồi. Mang hắn xuống trước. Hà Diệp Phong nói với vẻ tiết rèn sắt không thành thép. Bây giờ là lúc nào rồi, là con của ngươi quan trọng hay thượng sứ quan trọng? Xem ra ta đã quá nuông chiều đồ đệ của mình rồi. Mấy vị thượng sứ thứ lỗi, đều là do tại hạ dạy dỗ đồ đệ không nghiêm. Hà Diệt Phong, bổn tọa mặc kệ những chuyện gia sự chó má nhà ngươi. Hiện tại bổn tọa chỉ cần người. Trong đám đệ tử này của ngươi không có tung tích của người kia. Hàng niệm ba nói với vẻ mặt âm trầm. Sắc mặt Hà Diệt Phong có chút tái xanh, chấp tay, chư vị thượng sứ yên tâm chỉ cần người này vẫn còn trong tông môn bổn tọa nhất định sẽ tìm được trưởng lão khâu hải cũng đã bay trở về cùng vài tên đệ tử chấp pháp điện dẫn theo ba mỹ nữ xinh đẹp hôn mê bất tỉnh chưởng khâu hải vừa mới thốt ra được một chữ liền phát hiện ra chu minh vân không rõ đã biến đi đâu mất rồi gã cũng không dám hỏi nhiều lập tức quỳ xuống nói với hà diệt phong đại thái tôn mấy người hầu này của đệ tử đều bị người ta thi pháp phong ấn trí não. Ân, ừ. sắc mặt Hà Diệt Phong thoáng biến đổi, không phải gã ngạc nhiên vì mấy người hầu kia bị phong ấn trí não, mà là vì kẻ địch bên ngoài có thể lẻn vào động phủ của trưởng lão nội môn vô vi kiếm tông mà bọn hắn cũng không biết gì a. À. Đột nhiên Hà Diệt Phong nghĩ đến hôm nay đám người hàng niệm ba cứ như bị nổi điên vậy, tự nhiên lại đến tìm người kế thừa của gia tộc kiếm đồ tứ linh phong trong khi người này rõ ràng không phải là đệ tử của vô vi kiếm tông, còn có kẻ lẻn vào nữa. Mỗi điểm nghi ngờ được sâu chuỗi lại. Cuối cùng sự việc cũng trở nên rõ ràng. Đáng giận. Vậy mà dám lẻn vào trong vô vi kiếm tông ta mà hành hung. Tâm niệm Hà Diệt Phong vừa động liền đoán ra được đến 89 phần 10 chân tướng sự việc. Nghĩ đến có người dám ám hại đồ tôn Chu Khánh Thư ngay trước mắt mình, lại còn ngang nhiên lẻn vào động phủ của trưởng lão nội môn, thật là không coi vô vi kiếm tông của gã ra gì mà. Người này không thể ở trong đám đệ tử ngoại môn được mà chỉ có thể trà trộn vào trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch thôi. Hà Diệt Phong tức giận nói, lập tức điều tra cho ta những ai trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch chưa đến. Mấy tên trưởng lão chấp sự cùng đệ tử chuyên phụ trách việc quản lý đám đệ tử tạp dịch lập tức làm náo loạn một phen. Lần này chiêu mộ khá đông đệ tử tạp dịch, khoảng 2.000 người, nên việc quản lý khó tránh khỏi có chút hỗn loạn hơn nữa đám đệ tử tạp dịch trước kia ở trong tông môn cũng không được coi trọng cho lắm cứ mỗi tháng lại mất tích vài người là chuyện bình thường thành ra cũng không có ai quan tâm đến chuyện sống chết của họ cả mất người này thì lại chưa mộ người khác thôi vì vậy mà sau một lúc lâu đám trưởng lão cùng đệ tử chấp sự cũng không thể điều tra rõ được thân phận của những người vắng mặt mà chỉ có thể phán đoán được số lượng người vắng mặt thôi một đám phế vật. Hà Diệt Phong không nhịn được giận dữ quát lên một tiếng. Hàng niệm ba mặt lạnh lùng nói, Hà Diệt Phong, hiện tại bổn tọa không có thời gian mà lãng phí với ngươi. Ba vị sư đệ sư muội, mỗi người các ngươi phụ trách một hướng, hãy đi tìm thật kỹ cho ta, hắn có là con kiến cũng phải bắt cho bằng được về đây. Vâng. Nhị sư huynh. Ba gã linh kiếm sư kiếm nguyên cảnh đồng thanh đáp, liền bay đi bốn hướng, toàn bộ linh thức được phóng thích dốc hết sức tìm kiếm. Hà Diệt Phong tái mặt, tất cả trưởng lão nội môn. Đệ tử chân truyền nghe lệnh, tìm kiếm trong toàn bộ tông môn, ngay khi phát hiện có kẻ khả nghi, lập tức bắt lại. Các đệ tử khác ở lại chủ phong chờ lệnh, ai tự ý bỏ đi giết không tha. Vâng. Hơn trăm tên trưởng lão nội môn và đệ tử chân truyền cùng kêu lên tuân lệnh. Thế nhưng bọn hắn chưa kịp hành động, Hà Diệt Phong bỗng nhiên có linh cảm liền nhìn về phía tầng cấm chế trên đỉnh đầu, tiếp đó trong mắt gã lóe lên sát cơ đáng sợ, có người phá trận. Hà Diệt Phong trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang lao về phía Sơn Môn, hai gã lão tổ kiếm nguyên khác không dám trì hoãn, đồng thời khống chế kiếm quang đuổi theo Hà Diệt Phong. Tại Sơn Môn, 365 miếng diễn thiên thần giám phù hệ thủy xuyên thẳng qua một cách nhanh chóng, kéo lê thành từng đạo quỷ tích huyền ảo, diễn biến đã đến thời khắc mấu chốt đột nhiên 365 miếng kiếm phù đồng thời chấn động, linh quang lóe lên, dừng lại, tạo nên một đại trận huyền ảo lơ lửng xung quanh mạc vấn. Ngay tại lúc đó, ở sâu trong tông môn, có bảy đạo khí tức khủng bố cảnh giới kiếm nguyên gần như đều lao nhanh như điện xẹt về phía sơn môn. Nét mặt mặt vấn hơi thay đổi, không dám dừng lại, hắn đi về phía phát ra cấm quang bên ngoài sơn môn. 365 miếng kiếm phù hơi rung động, bao lấy mặt vấn rồi vô thanh vô tức sáp nhập vào bên trong cấm quan tiểu tặc chạy đi đâu lúc mặt vấn vừa mới tiến vào cấm quan hình thành từ kiếm trận hộ sơn một tiếng hét lớn được bọc bởi linh tức cảnh giới kiếm nguyên hậu kỳ như thủy triều ập tới tiếp đến là một đạo bạch hồng nổi giận chém xuống từ mấy ngàn trượng bên ngoài gần như chém rách thương khung đây là một kiếm toàn lực của linh kiếm sư cảnh giới kiếm nguyên hậu kỳ mặt vấn chỉ cảm thấy tóc gáy sau lưng đều dựng thẳng cái này căn bản không phải cấp độ mà hắn có thể đỡ được. Mạc Vấn vung tay thả ra khôi lỗi hình người tam giai. Một tấm lụa màu hồng đỏ thẩm từ dưới bắn lên nên tiếp. Oanh! Trong giây lát tấm lụa đỏ nứt vỡ, Bạch Hồng hung hăng chém lên khôi lỗi hình người. Mạc Vấn cảm thấy kiếm thức đau nhức kịch liệt một hồi, Linh Bảo kiếm ấn trong cơ thể khôi lỗi hình người tính cả đám ý niệm của hắn trong đó cũng không thể chống đỡ được, bị đánh tan trong nháy mắt một cổ chấn động cùng bạo cuốn tới từ phía sau, quét sạch tất cả, đẩy cả bản thân mạc vấn và khôi lỗi hình người ra ngoài, rơi xuống bên ngoài kiếm trận hộ sơn của vô vi kiếm tông. Chương 306, truy sát. Sau khi bị dư chấn của kiếm quan quét trúng, toàn thân mạc vấn như muốn vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng bị thương nghiêm trọng. Lúc này hắn mới thật sự cảm thấy rõ khoảng cách chênh lệch với một cường giả cảnh giới kiếm nguyên, lần trước ám sát hư không lão tổ có thể nói rằng vận may của hắn khá lớn không vội quan tâm tới chuyện khôi lỗi bị hư hại mặt vấn vất tay thu vào trong kiếm nang tiếp đó một đôi kiếm dực màu xanh xuất hiện từ sau lưng hắn một tiếng nổ thật lớn vang lên mặt vấn hóa thành một đạo ánh sáng xanh lao lên trời thanh quang kiếm độn là hắn chính là hắn hàng niệm ba kích động nói năng lộn xộn ngọc tủy trong tay lão phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt giọt máu bên trong như muốn lao ra ngoài thế nhưng trên mặt hàng niệm ba vừa hiện lên vẻ vui mừng thì huyết quang đột nhiên thu lại trong chốc lát đã biến mất vô tung vô ảnh vui quá hóa buồn hàng niệm ba tức giận rống lên một tiếng toàn lực thúc giục kiếm quan đuổi về phía ngoại tông cùng lúc đó hà diệt phong cũng như phát điên vì để nhanh chóng đuổi theo mà gã trực tiếp giải trừ kiếm trận hộ sơn hai người gần như cùng một lúc lao ra khỏi sơn môn, bay lên trời đuổi theo đạo động quan màu xanh sắp biến mất ở phía chân trời. Mặc dù kiếm quan độn của hai gã linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ sớm đã nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Đạt đến tứ thuấn cao tốc nhưng tốc độ của mạc vấn lại là lục thuấn cực tốc. Thanh quan kiếm độn cứ như vậy mà càng lúc đi càng xa. Nếu như đổi lại là hai gã kiếm nguyên cảnh khác chỉ sợ đã sớm bỏ cuộc, để mạc vấn chạy thoát rồi. Hừ, từ trước tới nay vẫn chưa có ai chạy thoát khỏi tay hàng niệm ba ta hàng niệm ba hừ lạnh một tiếng sau đó linh quang lóe lên trước mặt lão xuất hiện một vật hình con thoi lớn hơn ba trượng toàn thân màu trắng bạc bên trên có khắc những hoa văn huyền ảo làm cho người khác nhìn vào cũng thấy chóng mặt ở giữa con thoi để trống có một khoảng không gian hình vuông khoảng nửa trượng tiến vào hàng niệm ba trực tiếp lướt vào bên trong phi toa trong mắt hà diệt phong hiện lên vẻ hâm mộ cực kỳ gã cũng theo sát hàng niệm ba chui vào trong hàng niệm ba đánh một trưởng lên khối minh ngọc bóng loáng trên đá đặt tại lối vào phi toa lập tức cả chiếc phi toa phóng ra linh quang chói mắt phần đuôi phun ra một cổ khí lưu mãnh liệt làm phi toa hóa thành một đạo lưu quan lập tức tiến vào hư không tốc độ thoáng cái tăng lên gần đạt tới lục thuấn cực tốc mặt vấn đang cấp tốc phi độn phía trước sắc mặt hắn vừa giãn ra đã lại biến đổi bởi vì hai đạo kiếm quan phía sau bị mình bỏ xa hơn 10 dặm đột nhiên kết hợp lại thành một Tốc độ liền tăng vọt nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của mình Thấy tình huống không ổn, mặt vấn liền tâm niệm thay đổi Thiên huyễn kiếm dực không phải vạn năng, thanh quan kiếm độn chỉ có thể duy trì nửa khắc thời gian Mà trong nửa khắc lại không thể kéo dài khoảng cách ra được Bằng vào hai gã linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ liên thủ Mình chết là chuyện không thể nghi ngờ Xem ra không tránh được rồi Mạc Vấn rốt cuộc cũng ra quyết định mạo hiểm, tay phải vừa lật, một tấm kiếm đồ xuất hiện trên tay. Đây đúng là thứ lấy được trong tay đại trưởng lão nội môn vô vi kiếm tông. Một tấm kiếm đồ chuẩn tam giai lục dục diệt ma, hắn cũng không keo kiệt liền rót một tia linh khí tổ mạch vào kiếm đồ. Đồ án hình thanh kiếm như bị kích thích cực độ phóng ra linh quan chói mắt, sáu thanh kiếm bên trong rung lên phát ra tiếng ông ông với phẩm giai của bọn chúng không thể thừa nhận được linh khí tổ mạch tinh thuần như vậy nên bản thể kiếm đồ lập tức bị hư tổn kế đó mạc vấn lại rót toàn bộ tất cả cuồng đình kiếm khí bên trong lôi đan vào bên trong linh cấm trung tâm của kiếm đồ sau đó không một chút do dự hắn ném về phía sau kiếm đồ lập tức triển khai đón đầu bao vây phi toa của hàng niệm ba và hà diệt phong lại kiếm đồ lục dục diệt ma người hạ độc thủ ở nước triệu cũng là ngươi hai mắt Hà Diệt Phong như muốn phúng lửa. Kiếm đồ lục dục Diệt Ma là kiếm trận độc môn của Vô Vi Kiếm Tông, chỉ có người tu luyện tâm pháp kiếm quyết của bổn môn mới có khả năng luyện chế, do đó gã lập tức nghĩ đến đại trưởng lão nội môn và ba tên trưởng lão khác được phái đi nước triệu ba tháng trước. Chúc tài mọn. Hàng niệm ba kinh thường hừ lạnh một tiếng, lão trực tiếp thúc dục phi toa tiến thẳng về phía trước chỉ là một tấm kiếm đồ chuẩn tam giai mà cũng muốn ngăn cản kiếm toa xuyên vân tam giai cực phẩm của lão sao. Phi toa màu trắng bạc trực tiếp lao vào bên trong linh quan của kiếm đồ, bay thẳng một đường thế như trẻ tre, trong giây lát đã tiếp cận bản thể của kiếm đồ. Nhưng đúng lúc này phía trên kiếm đồ đột nhiên hiện ra vô số vết nứt, bên trong các vết nứt bắn ra từng đạo lôi quan ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Sắc mặt hàng niệm ba đại biến, thiên lôi. Hà Diệt Phong cũng trố mắt cứng lưỡi. Đạt tới cảnh giới này bọn hắn đã bắt đầu tính toán tới việc thai kiếp lúc trùng kích kiếm thai nên bọn hắn hiểu rất rõ uy lực của thiên lôi. Không tốt. Hàng niệm ba đột nhiên phát hiện mục đích thật sự của đối phương. Lão muốn né tránh nhưng đã không kịp. Kiếm đồ đột nhiên phóng ra quan mang chói lọi, phát nổ thành một quả quan cầu cực lớn bao phủ hoàn toàn phi toa. Sau khi đình trệ dây lát quan cầu liền co rút lại rồi nổ tung, một làn sóng xung kích gào thét quét ra bốn phía quý thủy lôi sát hóa thành từng tia chớp đen như quần ma cuồng vũ. Oanh! Chiếc phi toa nương theo vụ nổ vọt ra, cả hàng niệm ba và hà diệt phong đều bình yên vô sự. Thế nhưng chiếc phi toa lại không có may mắn như vậy, bị hơn 10 đạo quý thủy lôi quang đánh trúng, một phần nhỏ cấm vân bị phá hủy, tốc độ đã giảm xuống một ít. Quan trọng hơn là kiếm đồ tự bạo đã kéo dài được mấy tức thời gian. Do đó khoảng cách của hai bên đã xa hơn một ít vẫn chưa được. Mạc Vấn cảm giác độn quang đuổi theo sau lưng mình tuy khoảng cách dần dần được kéo ra nhưng vẫn còn quá chậm, đợi tới khi thiên huyển kiếm dực tiêu hao hết linh lực đoán chừng không kéo dài khoảng cách ra được bao nhiêu. Khoảng cách hơn mười mấy dặm đối với linh kiếm sư kiếm nguyên cảnh chỉ là trong nháy mắt. Mạc Vấn đành cắn răng lật tay một cái lại lấy ra một tấm kiếm đồ, đó chính là tấm kiếm đồ nguyên không phá hư chuẩn tam giai mà hắn đã từng sử dụng bên trong mê cung dưới lòng đất ảo cảnh bởi vì lần trước dùng để đối kháng với cường giả thần bí kia nên bị tổn hại nghiêm trọng. Cho tới nay vẫn chưa có cơ hội phục hồi như cũ. Mặt vấn rót một đạo linh khí tổ mạch vào kiếm đồ sau đó ném về phía sau. Oanh! Lại là tự bạo, lần này hàng niệm ba không muốn dẫm vào vết xe đổ lần trước, nên ngừng lại một lát tránh thoát kiếm đồ tự bạo, nhưng cũng vì thế mà trì hoãn thêm một chút thời gian cho mặt vấn kéo khoảng cách ra thêm 4 năm dặm. Cứ như vậy khoảng cách hai bên đã vượt hơn 20 dặm. Không sai biệt lắm. Mặt vấn lại lật tay phải, một cái thú hạm hình tháp xuất hiện, hắn ném mạnh thú hạm xuống mặt đất, thân mình cũng nhanh chóng hạ xuống. Một đạo lưu quan màu vàng sữa bay ra khỏi thú hạm sau đó nhanh chóng biến lớn. Biến thành một con dung đất kỳ dị to hơn trăm trượng. Cự thú nện ầm ầm xuống mặt đất, một làn gợn sóng cổ quái bên dưới cự thú lan ra, mặt đất cứng rắn bỗng nhiên như hóa thành nước tự động tách ra hai bên cùng lúc đó mặt vấn hạ xuống đỉnh đầu cự thú cự thú lập tức chìm xuống dưới mặt đất cứ như vậy mà biến mất vô tung vô ảnh một đạo kiếm quan mấy ngàn trượng từ phía trên rơi xuống bên cạnh nơi mạc vấn vừa biến mất hung hăng chém xuống mặt đất lập tức xuất hiện một vết kiếm cực lớn rộng mười mấy trượng dài mấy ngàn trượng nhưng thân ảnh mạc vấn cùng cự thú đã biến mất một đạo lưu quang xẹt tới phi toa lơ lửng phía trên vết kiếm, sắc mặt hai gã linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ liền tái nhật. Tên tiểu bối đáng hận. Dù ngươi có chạy tới chín tầng địa ngục bổn tọa cũng phải lôi ngươi lên. Hàng niệm ba cực kỳ tức giận, kiếm nang lóe lên linh quang, một tấm kiếm đồ xuất hiện trên tay lão. Hàng niệm ba ném kiếm đồ lên trời, xoát. Thoáng một lát đã dài ra mấy trượng, hoàn toàn che phủ phạm vi mười dặm, một cổ xuất trần linh quang nhu hòa chậm rãi rơi xuống, một tầng khí tức phiêu giật bao phủ vạn vật phía dưới lại kiếm đồ thông minh minh tâm kiến tánh chiếu cho ta hàng niệm ba đánh ra linh quyết huyền ảo một ngón tay đột nhiên chỉ lên trời minh tâm kiến tánh thuộc về phạm vi phật pháp mình cũng không rành lắm trực chỉ minh tâm kiến tánh thành phật là hai câu trong bài kệ bốn câu của thiền tông bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền trực chỉ minh tâm kiến tánh thành phật tương truyền do bồ đề đạt ma dạy minh tâm kiến tánh có thể là câu rút gọn của hai câu trên. Còn trong truyện là để chỉ cách định vị mạc vấn trong lòng đất. Linh quan của kiếm đồ kích phát ra một tầng rung động mãnh liệt, sáu thanh kiếm khí từ trong kiếm đồ bay ra nhanh chóng xoay tròn tạo thành một thế trận. Ở trung tâm vòng xoáy hình thành một cột sáng hình tròn. Một thân ảnh xuất hiện bên trong cột sáng. Tiếp theo cột sáng màu trắng sữa nghiêng nghiêng chiếu xuống mặt đất. Thân ảnh bên trong cột sáng đúng là mạc vấn tiểu tử, ta xem ngươi còn trốn chỗ nào. Hàng niệm ba nhe răng ra cười, một thanh linh kiếm trong cơ thể hiện ra, lão vung tay bắt lấy, bay đến cột sáng đang chiếu trên mặt đất. Hàng niệm ba mãnh liệt rót kiếm nguyên cảnh giới kiếm nguyên hậu kỳ vào linh kiếm, sau đó thoáng một cái cắm vào chỗ được chiếu trên mặt đất. Ngao! O o o! Một kiếm linh hình sói trắng khổng lồ bên trong linh kiếm hiện ra, chu dài một tiếng mãnh liệt rồi từ mũi linh kiếm chui vào lòng đất. Mấy trăm trượng dưới lòng đất, Địa Long thú mang mạc vấn độn thổ lao đi. Ở trong linh quang do địa linh thú phủ xuống, Mạc Vấn không có chút nào vui mừng khi đào thoát, hắn cảm giác thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh truyền đến bên tai, so với âm thanh địa long thú đào đất còn lớn hơn vô số lần, hắn cảm thấy một cổ khí tức đáng sợ từ bên trên truyền tới nhắm thẳng đỉnh đầu hắn mà hạ xuống sắc mặt mạc vấn cùng biến, diệt sát kiếm đang hiện ra bên mắt trái, 27 đạo sát lục kiếm khí đồng thời vận chuyển. Lúc này mạc vấn cũng không giữ lại chút nào liền thúc giục sát lục nguyên linh đến mức tối đa. Sát lục kiếm ý cảnh giới viên mãn rót vào, 27 đạo sát lục kiếm khí mỗi một đạo đều có thể so với uy lực của một kiếm nguyên sơ kỳ đỉnh phong, mà 27 đạo sát lục kiếm khí hợp cùng một chỗ càng có thể so với 27 linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ đỉnh phong toàn lực ra tay cùng một lúc. 27 đạo thông thiên hắc mang bay lên phá vỡ tầng đất phía trên đỉnh mạc vấn. Gần như trong chớp mắt, một đạo kiếm quan trắng toát từ tầng đất phía trên lao xuống, hai bên gặp nhau bên trong lòng đất. Cùng lúc va chạm, tạo ra một cơn chấn động đáng sợ chôn vùi tất cả. Trên mặt đất, lấy hàng niệm ba làm trung tâm phạm vi mấy ngàn trượng trên mặt đất đột nhiên nảy lên, giống như có thông thiên yêu ma bên dưới lòng đất thức tỉnh. Mặt đất ầm ầm nổ tung, từng đạo kiếm quang vỡ vụn từ dưới lòng đất bắn lên bay ra xa, phát xạ ra phạm vi vạn trượng xung quanh có vài ngọn núi đang đứng vững cũng đổ sập xuống. Hàng niệm ba bị mặt đất chấn động hất lên không trung, bên ngoài thân xuất hiện một tầng hào quang màu trắng sửa chặn tất cả công kích ở bên ngoài, nhưng trong hai mắt lão lại lộ vẻ kinh ngạc. Cả Hà Diệt Phong cũng có biểu lộ như vậy. Người bọn hắn truy kích liệu có thực lực gì? Làm sao có thể đối chiến một kích toàn lực của hàng Niệm Ba? Mà hình như còn ngang tài ngang sức. Đợi các đợt chấn động qua đi, trên phạm vi mấy ngàn trượng trên mặt đất xuất hiện một cái vực thẳm cực lớn, dưới đáy vực thẳm một bộ kiếm giáp màu xanh đậm bao bọc một thân ảnh đang nằm ngửa trong lòng đất, bên trong khe hở của áo giáp máu tươi chảy ra từng dọc giống như một huyết nhân bên cạnh hắn là một con dung cực lớn giống như yêu thú toàn thân nó co tròn lại giống như con cuốn chiếu không dám nhúc nhích người không biết còn tưởng nó đã chết nhưng trên dưới thân thể nó không có lấy một vết thương mặt vấn chậm chạp bò trên mặt đất toàn thân phóng ra quang mang màu trắng bạc sinh cơ khổng lồ chảy ra ngoài rất nhanh máu tươi đang chảy ra liền ngừng lại hắn ngẩng đầu nhìn lên trên bờ vực hai thân ảnh đang đứng trên đó với ánh mắt cực kỳ bình tĩnh chương 307, cứu tinh. Ha 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 ha, thì ra chính là ngươi. Thật sự là trời cao chiếu cố đã đưa ngươi đến trước mặt bổn tọa. Hàng niệm ba nhìn qua trong ngọc tủy đang phóng ra huyết quang nồng đậm rồi tức tiếng cười to. Tiểu tử, nói cho ta biết nơi hạ lạc của kiếm đồ tứ linh phong, ta sẽ xem xét cho ngươi một cái chết thống khoái. Mặt vấn lạnh lùng nhìn đối phương, thiên huyễn kiếm giật trên người đã tiêu hao hết linh lực tự động giải thể thành vỏ kiếm làm thân hình hắn dần hiện ra. Người muốn tứ linh đồ là các ngươi. Hàng niệm ba ngẩn ra, cái gì mà tứ linh đồ, là kiếm đồ tứ linh phong. Mau nói cho ta biết nơi kiếm đồ hạ lạc. Hai nắm đấm mặt vẫn không tự chủ được nắm chặt. Hắn hít vào một hơi sâu, huyết quang trong đôi mắt chợt lóe rồi biến mất. Thì ra là các ngươi ta có thể cho ngươi biết nơi kiếm đồ hạ lạc nhưng các ngươi phải cho ta biết, các ngươi là ai, vì sao lại muốn kiếm đồ của mặt gia ta. Hàng niệm ba nhíu mày, lão cười lạnh một tiếng, tiểu tử, có một số việc ngươi không nên biết, song với thân phận của bổn tọa thì có thể nói cho ngươi biết. Bổn tọa là đệ tử chân truyền thứ hai của huyền thiên phủ, vô trần kiếm tông, ngươi nghe rõ rồi chứ. Bây giờ nếu ngươi nói cho bổn tọa nơi hạ lạc của kiếm đồ tứ linh phong, ngươi có thể được giảm bớt một chút tra tấn. Huyền Thiên Phủ, vô trần kiếm tông sao? Ta sẽ đi. Mạc Vấn nhẹ nhàng nói, sát khí trong mắt chậm rãi ẩn vào trong. Hắn không nghĩ tới tứ linh đồ gia truyền lại có dây dưa lớn như vậy, ngay cả kiếm tông tứ giai ở phủ các cũng có liên quan. Nhưng tạm thời không đề cập tới vô trần kiếm tông, hiện tại ngay cả vô vi kiếm tông đối với hắn cũng đã giống như con quái vật khổng lồ không thể lay động. Hắn muốn vì chú kiếm Sơn Trang lấy lại chút công đạo nhưng đột nhiên ý muốn đó trở nên có chút xa vời khó thành. Tiểu tử. Còn không mau nói ra nơi hạ lạc của kiếm đồ tứ linh. Bổn tọa không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Hàng niệm ba tức giận hừ một tiếng. Linh áp kiếm nguyên hậu kỳ đỉnh phong đè ép xuống vực sâu. Thân thể mặt vấn lung lay nhưng ánh mắt hắn không có chút biến hóa vẫn kiên nghị mà lạnh lùng. Ân. Ừ. Hàng niệm ba lạnh lùng cười, tiểu tử, xem ra ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mạc Vấn thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Hà Diệt Phong bên cạnh, chắc ngươi chính là thái thượng đại trưởng lão của vô vi kiếm tông, hy vọng lần sau ta quay lại ngươi đã rửa sạch cái cổ của mình. Hà Diệt Phong giận dữ cười ngược trở lại, tiểu tử thật càng rỡ, ngươi cho rằng ngươi còn có lần sau sao. Trong mắt Mạc Vấn hiện lên một tia quan mang thần bí. Hắn nhẹ giọng nói, cái này chưa chắc đã đúng đâu, muốn chết. Hàng niệm ba vương một ngón tay ra trực tiếp điểm xuống dưới, một đạo kiếm nguyên từ đầu ngón tay phục ra phủ xuống mặt vấn. Lại nói đạo kiếm nguyên này không có ẩn chứa sát khí, thuần túy chỉ có ý giáo huấn mặt vấn một chút. Mặt vấn thần sắc không đổi, trong ánh mắt không có bất kỳ dao động nào, giống như cái thứ đang phủ xuống này không phải là kiếm nguyên mà là ánh mặt trời. Ngay khi đạo kiếm nguyên còn cách đỉnh đầu mặt vấn mấy trượng, dị biến đột nhiên xảy ra, một trận sóng đất màu vàng xuất hiện trên đầu mặt vấn giống như vách tường lấp kính đã chặn được đạo kiếm nguyên kia hàng niệm ba biến sắc cao thủ phương nào trong phạm vi hơn 10 dặm đột nhiên bốc lên tinh khí hậu thổ cùng cuộn hình thành một tầng ngăn cách quay cuồng ngày càng dày thêm lũ chuột nhắc dấu đầu hở đuôi để ta phá vỡ nó hàng niệm ba trực tiếp chém ra một kiếm xuống phía dưới một đạo kiếm quang như một giải lụa kéo dài qua hư không đột nhiên trảm xuống mặt trên của tầng đất ngăn cách màu vàng oanh đất trung núi chuyển toàn bộ mặt đất đều rung lên mạnh mẽ tinh khí hậu thổ hình thành tầng ngăn cách bị xé rách thế nhưng ngày càng có nhiều tinh khí hậu thổ bay lên rất nhanh bổ sung cho vết rách đi mau ta chỉ có thể ngăn cản bọn họ trong một lát một giọng nữ dễ nghe vang lên trong thức hải mặt vấn mặt vấn không chút kinh ngạc dùng kiếm thức truyền ra một đạo tinh thần dao động về phía hư không lam Đa tạ. Sau khi nói xong, Mạc Vấn không chút trì hoãn, một cước đá lên trên thân thể Địa Long thú, Địa Long thú trên rỉ một tiếng rồi không hề giả chết nữa mà bò lên mặt đất. Đi. Mạc Vấn trực tiếp nhảy lên đầu Địa Long thú rồi phát ra một mệnh lệnh. Giờ phút này Địa Long thú lại thông minh dị thường, tốc độ chạy trốn tuyệt đối là nhất lưu. Trong cơ thể nó phun ra linh quang màu nhũ vàng. Mặt đất dưới người nó lập tức tách ra, trong nháy mắt một người một thú lại chìm vào lòng đất. Hàng niệm ba vẫn dùng linh thức tập trung lên người mạc vấn đột nhiên sắc mặt biến đổi, đáng chết. Muốn chạy trốn. Hàng niệm ba chỉ tay lên kiếm đồ, kiếm đồ dài đến nghìn trượng lập tức chấn động linh khí cuồn cuộn như thủy triều. Sáu chui kiếm quang từ trong kiếm đồ bay ra hóa thành các đạo liễu đao lưu quang bắn xuống phía dưới. Trong lòng đất truyền đến một trận tinh thần dao động, trọng nguyên không gian. Mở linh quan màu vàng đất nồng đậm trong phạm vi hơn 10 dặm từ mặt đất phọc lên. Đi ngược hướng về phía trước bao phủ hoàn toàn hàng niệm ba, Hà Diệt Phong và cả cái kiếm đồ tam giai. Trọng lực gấp hơn trăm lần đột nhiên giáng xuống, linh quan màu vàng đất bao phủ cả không gian. Trọng nguyên không gian. Huyền trọng kiếm tông. Hà Diệt Phong bùng phát tức giận toàn bộ tử vân tinh các có thể dùng trọng nguyên không gian gia tăng trọng lực lên gấp trăm lần ngoại trừ huyền trọng kiếm tông thì không còn có nhà nào thứ hai như thế nữa. Gã lập tức cho rằng đây là do lão tổ kiếm nguyên của huyền trọng kiếm tông ra tay. Trọng thiên nhạc. Ngươi không nên tự mình làm hại mình. Đây là công việc của thượng tông phủ các. Ngươi ra tay can thiệp thì nên biết hậu quả sau này. Hà Diệt Phong nổi giận nói chỉ tiếc là tiếng kêu của gã tự nhiên không có người đáp lại hà niệm ba dường như giận đến phát điên miếng thịt béo cứ như vậy mà chạy đi lão nổi giận gầm lên một tiếng chỉ là trọng nguyên không gian mà cũng muốn vây khốn bổn tọa sao lục dục diệt trần kiếm trảm linh kiếm nâng lên kiếm đồ trên không đã được khí cơ dẫn dắt sáu đạo kiếm quan sát thành hàng theo trình tự cùng với linh kiếm của hà niệm ba chém xuống dung hợp với lực của kiếm đồ tam giai một kiếm này của hàng niệm ba đã tiếp cận cảnh giới kiếm nguyên viên mãn vô cùng vô tận. Kiếm quan đáng sợ gần như xé rách hư không. Để lại một vết kiếm rõ ràng trong không khí. Oanh! Lúc này bức tường ngăn cách do tinh khí hậu thổ hình thành hoàn toàn bị dập nát, ở một nơi nào đó trên mặt đất truyền ra một tiếng trên thống khổ. Một đạo từ quan màu u lam thoáng hiện, hé lộ ra tinh hà kiếm đồ màu u lam dài nửa trượng tinh xảo từ dưới mặt đất phóng xuất ra ngoài kiếm đồ hàng niệm ba và hà diệt phong đồng thời sửng sốt hiển nhiên hai người không ngờ rằng thứ sen ngang lúc gây cấn lại chính là một tấm kiếm đồ thuần túy khí linh vậy mà đã sinh ra khí linh hàng niệm ba bắt đầu kích động lão nhìn về phía kiếm đồ ánh mặt lộ ra chút nóng rực mà hà diệt phong bên cạnh cũng không tốt hơn bao nhiêu kiếm đồ sinh ra linh trí đã có tư cách tấn dai tứ dai kiếm đồ tứ dai a sau khi kiếm đồ địa từ trọng nguyên vừa bị linh quang bước ra, Lam căn bản không dám dừng lại chút nào, nàng lập tức hóa thành một đạo linh quang bỏ chạy về phía xa. Muốn chạy. Hàng niệm ba lạnh lùng cười cười. Kiếm đồ trên đỉnh đầu lão hơi động, linh quang nhu hòa lóe lên bắn về phía kiếm đồ địa từ trọng nguyên. Kiếm đồ địa từ trọng nguyên bị linh quang chọc được, lập tức bị quấy nhiễu, động tốc nhanh chóng giảm mạnh. Hai tấm kiếm đồ đều là tam giai thượng phẩm, nhất thời lâm vào trạng thái giằng co tại chỗ. Lục dục diệt trần, trảm tình diệt thần. Diệt cho bổn tọa. Một đạo kiếm quang màu trắng nhũ từ trong linh kiếm của hàng niệm ba phục ra, ẩn chưa một cổ khí tức phiêu giật xuất trần, có thể làm cho người ta quên hết thảy phiền não ưu sầu, vô bi, vô hỷ, vô niệm, vô tưởng. Bên trong kiếm đồ, làm cảm giác được một mối nguy hiểm sinh tử cực kỳ đáng sợ, nó không phải nhằm vào bản thể của nàng mà nhằm vào ý thức căn nguyên của linh thể nàng. Đạo kiếm quan kia bên trong ẩn chứa một lực công kích tinh thần đáng sợ có thể chặt đứt thất tình lục dục của con người. Nàng nguyên bản là khí linh, một khi đánh mất thất tình lục dục cũng sẽ đánh mất linh trí quay về với hỗn độn. Đứng trước nguy cơ sinh tử, Lam cũng trở nên hung hãn hơn, linh lực kiếm đồ kích động, ba đạo kiếm quan màu vàng kim bay ra từ trong kiếm đồ, tạo thành trận thế tam tài mạnh mẽ nên đón không trung phía trên. Kiếm quang của hàng niệm ba nháy mắt bị ba đạo kiếm quang hình thành, linh khí như thủy triều đáng sợ trùng kích làm cho tan nát. Kiếm khí tam gia siêu phẩm. Chương 308, không đường lên trời. Kiếm khí tam gia siêu phẩm. Con người hàng niệm ba bỗng nhiên co rụt lại. Bạo. Tinh thần lam phát ra từng tiếng gào thét. Ba chui địa cực kiếm đồng thời nổ tung, thổ linh lực nồng đậm phun ra từ trong ba chui kiếm khí tam giai siêu phẩm, vì thế mạnh hơn so với lúc mặt vấn tự bạo hai tấm kiếm đồ chuẩn tam giai mấy chục lần. Không gian cũng không thể thừa nhận được mật độ linh lực cuồng bạo trùng kích như vậy, giống như tấm gương bị nứt tạo thành vô số khe nứt tối đen. Một cổ khí lưu màu xám từ trong khe nứt thổi ra, khe không gian này chứa quy khư chi phong, cơn gió quay về khứ, có thể chôn vùi tiêu diệt vạn vật, dưới cảnh giới kiếm nguyên chạm vào hẳn phải chết, chỉ có linh kiếm sư cảnh giới kiếm nguyên thi triển toàn lực mới có khả năng ngăn cản được. Linh lực phong bạo đáng sợ hoàn toàn bao phủ phạm vi 10 dặm bên trong thiên không. Kiếm đồ thông minh của hàng niệm ba đứng mũi chịu sào, lập tức bắn ra ngoài, ngay sau đó cả hàng niệm ba và hà diệt phong đều bị cuốn vào bên trong. Ba chui địa cực kiếm tự bạo, trong lòng lam có hơi đau buồn, chỉ sợ lúc này đã hạ xuống một giai vị rồi, nàng vừa mới tấn giai tam giai thượng phẩm không lâu, còn chưa kịp thưởng thức đấy nhưng mà tình hình hiện tại cũng không còn cách nào khác, muốn chạy thoát khỏi tay hai gã linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ nếu không trả giá lớn thì căn bản là không được. Hơn nữa địa cực kiếm cũng không phải hoàn toàn là do nàng luyện hóa. Nó chính là bị nàng mạnh mẽ nhét vào bên trong trọng nguyên kiếm trận, mượn nhờ linh lực của chúng khó khăn lắm kiếm đồ mới có thể tấn giai đến tam giai thượng phẩm. Thiếu ba chui địa cực kiếm liền mất đi ba phần khống chế, có lẽ điều này càng có lợi hơn để cho thực lực của nàng có thể phát huy. Giờ phút này Lam không dám dừng lại một chút nào, nàng cũng không cho rằng ba chui kiếm khí siêu phẩm này tự bạo lại có thể làm gì được linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ, cùng lắm chỉ làm cho đối phương luống cuốn tay chân một phen, nghiêm trọng hơn một chút thì cũng chỉ tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Chờ khi bọn họ thoát ra mà ra tay, bọn hắn sẽ có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với kiếm đồ vô chủ như nàng, hơn nữa kiếm đồ lại chưa chân chính tấn giai đến tứ giai, trước mặt linh kiếm sư nàng sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ xấu. Lam thúc dục lực nguyên từ trong kiếm đồ đến mức tận cùng, sau đó nàng hóa thành một đạo quan hồ màu u lam lập tức biến mất phía chân trời. Ba chui địa cực kiếm tự bạo hình thành một trận giao động hủy diệt, tuy chỉ dằn co trong thời gian mấy hơi thở nhưng nó lại dẫn phát ra hiệu ứng trái ngược liên tục trọn vẹn nửa khắc đồng hồ những vết nứt không gian đen kịp như thiên ngân kia đang dần bị lực lượng không gian pháp tắt sang bằng. Trước khi khe nứt hoàn toàn khép lại, có hai đạo kiếm quan vọt ra từ một khe hở lớn nhất, chính là Hàng Niệm Ba và Hà Diệt Phong. Hiện tại hai người vô cùng chật vật, cả người quần áo tả tơi, so với ăn mày cũng không hơn bao nhiêu, khóe miệng Hà Diệt Phong còn lộ rõ một vài sợi tơ máu. Làm cho Linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ hộp máu, đây không phải là thương thế bình thường có thể tạo thành. Hàng niệm ba tuy rằng không có thương thế rõ ràng, nhưng khí sắc của lão cực kém, trên mặt hiện ra trạng thái tái nhợt, ánh mắt hắn lóe ra hung quan nguy hiểm. Hàng niệm ba nhìn phương hướng lam bỏ chạy rồi lạnh lùng cười, muốn đào thoát khỏi tay bổn tọa không dễ dàng vậy đâu. Linh quan chợt lóe, một cái la bàn tinh xảo xuất hiện trong tay hàng niệm ba, tiếp theo phía trên linh kiếm hiện ra một linh thể bạch lan, nó há mồm phun ra một tia huyết tuyến, xung quanh ẩn chứa khí sát lục. Tinh thạch trong suốt ở trung tâm la bàn phóng xuất ra một đạo linh quang thu huyết tuyến vào, sau đó cái kim chỉ dẫn trên la bàn bắt đầu tự động xoay tròn, một lát sau mới ổn định chỉ thẳng tới một phương hướng. Hừ, bổn tọa đã giam cầm một đạo linh tức của hắn, cho dù hắn chạy đến chân trời góc bể cũng đừng mơ thoát được. Thần sắc hàng niệm ba trở lên hung ác, hàng tôn sứ hiện tại làm thế nào? Tiếp tục truy tung sao? Hà Diệt Phong hỏi hàng niệm ba nhìn gã một cái, ngươi trở về báo cho ba vị đồng môn của ta biết, nói toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở đây cho họ biết. Bọn họ sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Nói xong, hàng niệm ba trực tiếp điều khiển kiếm quan dựa theo vị trí chỉ thị của la bàn đuổi theo. Còn về phần cái phi toa kia, vừa rồi ở trong vụ tự bạo của địa cực kiếm đã tổn thương nghiêm trọng, động tốc không cả bằng một nửa lúc toàn thịnh, chi bằng trực tiếp ngự không đuổi theo còn nhanh hơn địa long thú nhanh chóng chở mặt vấn xuyên qua mấy ngàn trượng sâu trong lòng đất đất đá bốn phía cứng trắng nhưng trước mặt địa long thú hoàn toàn như là dòng nước mà địa long thú chính là con cá bơi dạo trong đó không những không có chút lực cản mà ngược lại còn sinh ra một cổ trợ lực thúc giục địa long thú tiến bước từ trong ảo cảnh địa long thú đã liên tục cắn nuốt số lượng lớn yêu thú thổ hành tiến bộ rất rõ ràng động tốc bây giờ tuyệt đối không kém hơn so với yêu thú tam giai trên mặt đất tốc độ này đã vượt qua tam thuấn sắp sửa tiếp cận với vận tốc của âm thanh nửa canh giờ sau một người một thú đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm lúc này mạc vấn mới ra lệnh cho địa long thú giảm tốc độ ở đó chờ một lát một đạo linh quang xuyên qua lòng đất trực tiếp hạ xuống tay mạc vấn tạo thành một cái tranh cuộn ngươi bị thương mạc vấn cảm giác được linh tức của lam có chút đen tối hắn nhíu mày không có việc gì ta tự bao ba chui địa cực kiếm bị thương đến nguyên khí. Cũng may là ba chui địa cực kiếm không có bị ta hoàn toàn luyện hóa, nếu không cũng sẽ không chỉ tổn thương đến vài điểm nguyên khí đơn giản như vậy. Lam truyền ra dao động. Mặt vấn trầm ngâm một chút, hắn vung tay từ trong kiếm nang lấy ra một khối kết tinh màu trắng. Đây là cái gì? Tinh thần dao động của Lam xuất hiện một tia hỗn loạn. Đây là biểu hiện của sự kích động, bởi vì nàng cảm giác rất rõ ràng khối tinh thạch trong tay mạc vấn đối với linh thể nguyên linh của nàng có rất nhiều chỗ tốt. Tủy não của huyễn tinh loa mẫu, có thể tăng cường kiếm ý của linh kiếm sư, có lẽ đối với nguyên linh của ngươi cũng có sự trợ giúp. Huyễn tinh loa mẫu, đó là cái gì? Lam nghi hoặc hỏi. Bao năm bị nhốt ở đầm lầy mê vụ, kiến thức của nàng cũng có hạn, dẫu vậy Lam cũng không có truy hỏi sự tình kỹ càng, kiếm đồ phóng ra một cổ linh quang cuốn kết tinh vào. Trong khoảnh khắc kết tinh bị mài nhỏ hóa thành một mảnh quang phấn rồi chui vào bên trong kiếm đồ. Nhanh chóng, kiếm đồ kích động xuất ra bên trên một tầng quang mang sương mù màu hoàng kim. Bên trong truyền ra âm thanh lam lười biến nỉ non, thật thoải mái. Ta cảm giác linh thể của mình ngày càng thêm ngưng thực được một phần. a à, nếu mỗi ngày ta đều cắn nuốt một viên này, có lẽ chưa đến vài năm linh thể của ta sẽ thành thục, lột xác thành chân linh tứ dai. Mặt mũi mặt vấn tối sầm, ngươi coi đây là rau cải trắng à. Mỗi ngày đều ăn, trên người hắn hiện tại còn chưa đến 90 viên, một ngày một viên chưa đến 3 tháng là hết sạch. Mặt Vấn rút ra từ trong đan điền một đạo linh khí tổ mạch sau đó dẫn dắt nó vào trong kiếm đồ. Lam không có ngăn cản, trực tiếp thu vào. Tiếp theo nàng truyền ra một tiếng thét kinh hãi, đây là linh khí gì? Thật tinh thuần nếu kiếm đồ được đặt vào bên trong linh khí này dựng dưỡng đạt tới tứ dai chỉ là chuyện sớm hay muộn linh khí tổ mạch nhưng muốn dùng nó tắm rửa thì không cần suy nghĩ nữa trên người ta cũng không có nhiều lúc này mạc vấn đáp lại một câu lam hì hì cười ta chỉ nói đùa thôi ngươi tưởng là thật sao đúng là không biết hai năm nay ngươi đã trải qua những cái gì cái viên kết tinh thần kỳ kia linh khí tổ mạch chật chật bây giờ ta đang có chút hối hận là đã không cùng ngươi lan bạc. Mạc Vấn nhíu nhíu mày, hiện tai lam cho hắn cảm giác có chút khác với trước kia. Nàng trở nên hoạt bát hơn không giống lúc mới gặp trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như là một nữ cường nhân hơn 20 tuổi biến thành một thiếu nữ 16-17 như hoa. Không biết đây là tiến hóa hay thoái hóa nữa. Ký linh đúng là loại tồn tại có chút khó hiểu, thế nhưng không thể không nói hiện Lam đã có nhiều nhân vị hơn ngươi xem cái này có ích không? Mạc Vấn từ trong kiếm nang lấy ra một cái nhục tu, đây chính là râu của huyễn tinh loa mẫu, có thể gia tăng lực lượng tinh thần, linh thể của ngươi thuộc loại năng lượng tinh thần, hẳn có thể ký thác ở bên trong. Có thêm một tầng phòng hộ, linh thể của ngươi cũng thêm một phần bảo đảm, một ít công kích nhắm vào linh thể của ngươi cũng sẽ không có hiệu quả. Có đồ tốt như vậy sao? Lam truyền ra một trận giao động vui sướng. Thế nhưng nàng rất nhanh hoài nghi nói, ngươi cam lòng đem nó cho ta. Mạc Vấn cười nhẹ, yên tâm, ta còn một cái nữa, đã bị ta tế luyện qua, cái còn lại này là đặc biệt để lại cho ngươi. Lam đột nhiên trầm mặt, sau một lát nàng truyền ra một dao động, ta đây không khách khí, vì báo đáp ngươi đã cho ta những chỗ tốt này, ta quyết định sẽ cho ngươi một cái kinh hỷ, chờ nha. Mạc Vấn lắc lắc đầu, tính cách Lam đúng là biến thành tính cách của tiểu cô nương, làm cho hắn ít nhiều không quen. Đột nhiên có một cổ linh thức cường đại từ bên trên mặt đất quét xuống dưới, mặt vấn biến sắc. Đúng là âm hồn không tiêu tan mà. Mặt vấn lập tức thúc giục địa long thú đi sâu vào lòng đất thêm 10 dặm. 15 dặm. 20 dặm. Ước chừng đi xuống 20 dặm nữa mặt vấn mới cảm giác cổ linh thức kia biến mất. Thông thường, linh thức của linh kiếm sư cảnh giới kiếm nguyên có thể dễ dàng phóng xạ vượt qua phạm vi 20 dặm, Kiếm nguyên hậu kỳ đạt tới 100 dặm cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng bên dưới đất do có đất đá và các loại khoáng vật, dị vật cách trở quấy nhiễu nên phạm vi dò xét đã giảm xuống rất nhiều. Căn cứ theo thành phần thổ những phức tạp không giống nhau mà trình độ suy yếu giảm theo cấp độ từ 2 đến 10 lần. Thậm chí có thể hoàn toàn ngăn cách. Mà nơi này làm suy yếu đến 5 lần, hàng niệm ba chỉ có thể dò xét ở 20 dặm trong lòng đất hơn nữa còn cực kỳ hao tổn tâm thần. Ân. Ừ. Trên mặt đất, hàng niệm ba nhướng mày, thoáng nhìn qua la bàn, trên mặt la bàn chỉ thị vẫn ở phạm vi này, lão không khỏi cười lạnh một tiếng, bổn tọa xem ngươi có thể trốn bao lâu trong lòng đất. Sau khi thoát khỏi phạm vi dò xét của linh thức hàng niệm ba, mặt vấn thúc dục địa long thú chọn một phương hướng rồi chạy đi. Hiện tại một hơi đã chạy ra xa vạn dặm. Đã tiến vào một đại châu khác, là huyền linh châu chỗ của Huyền Trọng Kiếm Tông. Lúc này Mạc Vấn mới dám cho Địa Long thú đi lên mặt đất. Vậy mà hắn vừa mới tiến đến chỗ dưới lòng đất hơn 10 dặm, một cổ linh thức cường đại lại bao phủ hắn. Lúc này Mạc Vấn hoàn toàn biến sắc, lập tức lệnh cho Địa Long thú chui xuống, sắc mặt âm u bất định nhìn lên phía đỉnh đầu. Trầm ngâm một lúc lâu, Mạc Vấn lại chọn một phương hướng khác rồi ra lệnh cho Địa Long thú tiếp tục tìm hành. Đi mấy ngàn dặm rồi lại tiếp tục chui lên, nhưng lại gặp cũng đúng là linh thức như âm hồn bất tán kia buông xuống. Hắn nhất định có phương pháp truy tung phương vị của ngươi. Thanh âm lam âm thầm truyền ra từ trong kiếm đồ. Mặt vấn trầm mặt thật lâu, trên mặt lộ chút chua xót. Chuyện tình tệ nhất trong kế hoạch đã xảy ra. Trên người hắn không có đạo tinh thần ấn ký nào đặc biệt. Nói cách khác vấn đề không nằm trên người hắn mà đối phương có thể tìm ra thì nguyên nhân chỉ có một. Linh tức của hắn đã bị đối phương bắt được. Hắn nghĩ đến lần va chạm trực tiếp lúc trước trên mặt đất có khả năng chính là vào cái thời điểm kia linh tức của hắn bị đối phương bắt được. Lam, thật sự ngươi không nên đi theo ta. Mặt vấn đột nhiên nói. Như thế nào? Ngươi muốn đuổi ta đi sao? Lam bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Ngươi có biết không, Lam, ta rất vui khi có thể biết ngươi. Mặt vấn dừng lại một chút. Tình cảnh của ta hiện tại thực sự không ổn, vốn tưởng chỉ có một Vô Vi Kiếm Tông nhưng ta không nghĩ tới sau lưng còn có Kiếm Tông phủ cát. Lực lượng của ta hiện nay căn bản không thể chống đỡ, không lâu sau toàn bộ Tử Vân Tinh Các, không, toàn bộ Huyền Thiên phủ đều không có chỗ cho ta dung thân. Chương 309: Thế giới dưới lòng đất. Tình cảnh của ta hiện tại thực sự không ổn, vốn tưởng rằng chỉ có một Vô Vi Kiếm Tông, không nghĩ tới sau lưng nó lại là Kiếm Tông phủ cát. Với lực lượng hiện tại của ta căn bản là không thể chống đỡ. Không lâu sau toàn bộ Tử Vân Tinh Các, không, toàn bộ Huyền Thiên Phủ đều không có chỗ cho ta dung thân. Phủ Các. Huyền Thiên Phủ. Rất quen thuộc, ta hình như nhớ được tên này, nhưng rất mơ hồ không rõ ràng. Đại Lục truyền kiếm gồm 4 vực, 28 túc, 112 phủ, 1008 tinh. Huyền Thiên Phủ chính là một trong 112 phủ còn tử vân tinh các chúng ta là một tinh trong chính tinh của huyền thiên phủ. Huyền thiên phủ các. Ta cũng suy đoán như vậy. Kiếm tông phủ các. Ngươi thế nào lại trêu chọc vào bọn hắn? Lam giật mình nói. Mặt vấn khẽ lắc đầu, có chút phiền phức. Không phải do chính ta nguyện ý là có thể quyết định được, ngươi không tìm chúng không có nghĩa là chúng sẽ không tìm đến ngươi. Ngươi còn nhớ rõ không, ta được tổ truyền lại một bức tứ linh đồ. Năm đó tâm kiếm môn vì bức đồ này mà diệt cả nhà chú kiếm sơn trang ta, sau lưng nó là vô vi kiếm tông. Vốn tưởng đến vô vi kiếm tông đã là sự tình cuối cùng, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải, sau nó còn có thế lực và bối cảnh còn sâu hơn nữa. Là bức tứ linh đồ kia sao? Thì ra là thế, bức tứ linh đồ kia căn bản không phải gia tộc các ngươi có thể kiềm giữ, nhưng lại cố tình để làm vật truyền thừa huyết mạch. Thật sự là cổ quái. Mạc Vấn, ta cảm thấy mặt da các ngươi ẩn giấu một bí mật lớn. Ngươi từng nói với ta, mặt da các ngươi nhân khẩu thưa thớt, nhất mạch đơn truyền, đến thế hệ ngươi gần như đã đoạn tuyệt, loại tình huống này tỷ lệ phát sinh ngẫu nhiên rất nhỏ, khả năng rất lớn có thể là mặt da các ngươi đã bị thiên đạo nguyền rủa. Thiên đạo nguyền rủa sao? Mặt da chúng ta đã làm gì hà đức hà năng để cho thiên đạo nguyền rủa? Mặt vấn tự dễ cười. Lam nghiêm mặt nói, thiên đạo không có ý thức, chúng chỉ biết hồ đồ tuân theo những pháp tắc vận chuyển không thay đổi từ xa xưa. Hẳn là mạc gia các ngươi đã phạm vào điều cấm kỵ nào đó mới dẫn phát thiên phạt. Yêu thú và linh kiếm sư tu luyện tới một cấp nhất định đều bị lôi kiếp, đó là loại thiên phạt thường gặp nhất. Mạc vấn trở nên trầm mặc. Suy đoán của Lam không phải là không có lý, nhưng sự thật thế nào thì hiện tại căn bản hắn không thể tự mình tìm tòi nghiên cứu. Vấn đề đáp án khả năng phải đợi tới lúc chính mình có thực lực tới bái phỏng các vị kiếm tông, phủ cắt thì mới có thể biết được. Lam, việc này trước mắt bỏ sang một bên, tình cảnh hiện tại của ta đã không thích hợp ở lại tử vân tinh các tu luyện. Ta muốn đi đến một địa phương rất xa để tu luyện, khả năng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm không biết đến, thậm chí có khả năng đến nơi hay không cũng là vấn đề, và cũng có thể sẽ đi thật lâu mới có thể trở về. Ngươi vẫn dự định theo ta sao? đến một nơi rất xa. Ngươi nói đi là chỗ nào? Lam run sợ một chút. Là chỗ của tông môn trước kia của ngươi. Mạc Vấn xa xôi nói. Lần này tới phiên Lam trầm mặt. Mạc Vấn cũng không có thúc giục, hắn lặng lặng chờ đợi chính Lam tự quyết định. Thật lâu sau, Lam mới một lần nữa truyền ra một đạo linh thức dao động, mang ta đi đi, tuy rằng tông môn trước kia ta không có nhớ rõ ràng nhưng dù sao cũng là nơi sáng tạo ra ta ta cũng muốn xem tình huống hiện tại của nó một chút ngươi quyết định sao mạc vấn nghiêm túc nói quyết định lam trả lời rất rõ ràng tốt lắm chúng ta sẽ cùng đi nhưng bên ngoài vẫn còn bọn họ theo sát ta muốn vui đùa với bọn hắn một lần thật tốt mạc vấn lạnh lùng cười thúc giục địa long thú tìm hành đi về phía trước bên trên một đinh núi cao vạn nhận hàng niệm ba đang khoanh chân ngồi trên đó, ánh mắt lão hung ác nhìn la bàn trong tay. Lão đã ngồi ở đây một ngày một đêm, trong vòng ba ngày tên tiểu tử đáng giận kia đều không có dị động. Cũng không có đi lên, mà tiềm tàng ở chỗ nào đó mà linh thức của lão không thể dò xét đến. Tiểu tử đáng giận, bổn tọa không tin ngươi có thể trốn cả đời dưới lòng đất. Hàng niệm ba vẫy tay thu la bàn vào kiếm nang, nhắm mắt bắt đầu ngồi xuống. Qua nửa canh giờ, Hàng niệm ba một lần nữa lấy la bàn ra, trên mặt la bàn không có gì biến hóa, rồi lại thu hồi lại. Cứ như vậy, mỗi nửa canh giờ lão lại một lần xem la bàn, nhưng cái quan điểm đại biểu cho mặt vấn vẫn thủy chung không hề rộng đậy, vẫn nằm ở chính giữa của tinh thạch la bàn. Dần dần hàng niệm ba mất đi kiên nhẫn, nửa canh giờ xem xét rồi thành một canh giờ xem xét. Ba ngày sau thời gian lại kéo dài thành hai canh giờ mới xem xét lão cũng không phải không nghĩ tới đối phương cố ý làm tiêu tan kiên nhẫn của mình, nhưng lão không thể không mất cảnh giác với đối phương, khiến cho đối phương chạy trốn lên trên mặt đất, chỉ cần cho đối phương một tia cơ hội, cho đối phương mơ tưởng có thể đào thoát. Dằn co năm ngày, ngày thứ sáu hàng niệm ba lại lấy ra la bàn, rõ ràng phát hiện mục tiêu đã đi ra ngoài mấy ngàn dặm. Hàng niệm ba lạnh lùng cười, không chút hoang mang đứng dậy, trốn đi, cho ngươi thêm một chút thời gian, xem ngươi có thể làm sao chạy trốn. Lại đợi thêm nửa canh giờ nữa. Hàng niệm ba mới bắt đầu ngự kiếm quan đuổi theo về hướng mặt vấn đi qua. Một ngày sau, hàng niệm ba đứng trên một mảnh bình nguyên, lão thả linh thức thăm dò khắp bốn phương tám hướng, không có phát hiện ra một chút tung tích của mặt vấn. Trên mặt hiện lên một tia tức giận. Lão vẫy tay bắn ra một đạo kiếm quan trực tiếp chém lên bình nguyên một nhát, vết kiếm thật lớn dài đến nghìn trượng. Đáng chết. Trốn tránh không ra đúng không? Vậy ngươi cứ ở đó đi. Bổn tọa cũng không tin ngươi không ăn cơm. Đợi đến lúc ngươi ăn hết đồ mang trên người thì ta xem ngươi sẽ làm thế nào. Hàng niệm ba oán giận khoanh chân mà ngồi xuống. Trong lòng đất sâu đến vạn trượng, mặt vấn khiếp sợ nhìn một cái mạch khoáng nhị dai. Đây là một mỏ mạch khoáng canh kim, số lượng dự trữ không lớn nhưng cực kỳ tinh thuần, không biết đã thai nén bao nhiêu năm. Mỏ mạch khoáng canh kim thuộc loại nhị giai trung phẩm linh kim, một ít cực phẩm khoáng thạch có thể đạt tới nhị giai thượng phẩm thậm chí siêu phẩm, mà trong mạch khoáng này thì một phần trăm số lượng dự trữ là nhị giai thượng phẩm còn một phần vạn là loại nhị giai siêu phẩm. Thế giới dưới lòng đất và lục địa bên trên giống nhau đều rộng lớn vô vùng, mà vô số tài nguyên khoáng sản phong phú đều là bị chôn sâu dưới tầng đất vô tận. Không bị mọi người phát hiện. Dù sao con người cũng là loài vật trên lục địa không có khả năng như con chuột có thể chui xuống hay sinh hoạt ở dưới lòng đất. Bởi vậy ở sâu trong lòng đất cũng chỉ do thám biết được hữu hạn, nên chỉ phát hiện ra một ít chỗ tài nguyên khoáng sản thực sự bình thường. Nghĩ thông suốt vấn đề này khiến mặt vấn không còn kinh ngạc nữa, nhưng cũng không thể không bội phục vận khí của mình. Quán mạch chưa khai phá thì sẽ có một lớp màng bao bọc bằng đá, tinh khí bình thường sẽ không thoát ra. Nếu không tới gần căn bản sẽ không phát hiện được mặt vấn ở thế giới dưới lòng đất vô tận này lại vừa vặn đụng phải khoáng mạch này không thể không nói đó là vận khí nếu đã gặp thì không thể bỏ qua thả đại hôi ra những khoáng mạch nguyên thủy này ẩn chứa tinh khí tiên thiên nguyên thủy đối với yêu thú kim hành có trợ giúp rất lớn mặt vấn lệnh cho địa long thú ở dưới khoáng mạch khai mở ra một cái huyệt động một người một thú liền ẩn núp dưới mặt đất hấp thu tinh khí tiên thiên kim tinh tinh thuần của mạch khoáng kia sau khi cắn nuốt trọn một cổ tinh khí tiên thiên vô cùng tinh thuần, kiếm thể mạc Vấn có một tia nhảy vọt, vững vàng bước vào nhị giai trung phẩm đỉnh phong, mà đại hôi cũng từng bước ổn định tiến tới nhị giai thượng vị đỉnh phong. Sau đó Mạc Vấn thu hoạch một ít tinh thạch canh kim nhị giai cực phẩm, hắn trực tiếp dùng ngân diễm luyện hóa, chỉ để lại một bộ phận tinh hoa nhất, cuối cùng tất cả hóa thành một quả cầu kim loại đường kình nửa trượng. Thu lại quả cầu canh kim, Mạc Vấn mới tiếp tục khởi hành.